Elgabinete, nội các. Elgabinete. Ngoài ra chữ gabinete này nếu mà viết thường không phải viết qua thì nó có nghĩa là cái nôi, cái củi của em bé. Elgabinete. La cita, cuộc hẹn. La cita. El confinamiento, sự lockdown, sự đóng cửa. El confinamiento. El diputado, đại biểu. El diputado. Ultraderechista, tính từ là cực tả. Ultraderechista. Derechista có nghĩa là cực tả, còn ultra là rất. Ultraderechista, tính từ là cực tả. Dù là bổ nghĩa cho giống đực hay giống cái thì nó cũng đều là đuôi A hết nha. Bất, cái này là bất quy tắc. Ngoài ra mình có thể sử dụng nó như một danh từ là el ultraderechista hoặc là la ultraderechista, có nghĩa là người theo chủ nghĩa cực tả. Giống đực giống cái gì cũng là đuôi A hết. Trong chính trị nó có chủ nghĩa cực hữu, cực tả, thiên hữu, thiên tả, cánh hữu, cánh tả. La humildad, sự khiêm tốn. La humildad. Amanecer, động từ là rạng sáng, bình minh đến. Amanecer. La diploma, có nghĩa là cái bằng cấp. Las diplomas falsificados, có nghĩa là những cái bằng cấp giả mạo. Tính từ falsificado, falsificada, có nghĩa là bị làm giả, được làm giả. Las diplomas falsificados, các văn bằng giả mạo.